Cô xin chào tất cả các em, cô xin tự giới thiệu, cô là Đỗ Thị Mỹ Nga, hiện cô giảng dạy Bộ Môn Ngữ Văn tại Trường Trung Học Cơ Sở Lê Hương Nhượng. Hôm nay cô sẽ giảng dạy cho các em một bài liên quan tới cái phần văn thuộc chủ đề của văn học Việt Nam, thơ Việt Nam hiện đại. Trước khi vào bài thì cô cùng các em sẽ nghe một là bài hát trong bài Tự Nguyện của Trương Quốc Khánh nha các em. là lời buộc câu trong nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hương dương nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây âm là người tôi sẽ chết cho quê hương xin một lần khi nắm xuống nhìn anh em đứng lên cao cao ngọn cờ à, nội dung trong bài đó là tình yêu quê hương đất nước à, một cái thái độ sống tự nguyện À, như các em đã biết, không riêng gì à Trung Quốc Khánh mà còn rất nhiều người à, thể hiện cái ước nguyện cống hiến của mình à, và chúng ta không thể không nhắc tới đó là nhà thơ Thanh Hải à, với văn bản à, Mùa xuân nho nhỏ, ông đã thể hiện một cái à, sự tự nguyện cống hiến của mình à, để hiểu rõ hơn về bài thơ như thế nào thì à, bắt đầu chúng ta đi vào tiết học nha các em. À, Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải. À, trước tiên, chúng ta sẽ đi vào phần nội dung thứ nhất là tìm hiểu chung về tác giả. À, về phần tác giả, cô cho các em xem à, hình ảnh chân dung của tác giả Thanh Hải. Tác giả Thanh Hải, à, tên khai sinh là Phạm Bá Ngoãn, sinh năm 1930 và mất năm 1980, quê ở Thừa Thiên Quế. Phạm Bá Ngoãn là có công xây dựng cái nền văn học Việt Nam cách mạng ở miền Nam từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ và Phạm Bá Ngoãn là tham gia cái hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, dường như ông sống với một cái tinh thần cách mạng rất là cao. Về phần tác phẩm thì cô cho các em xem một số trang bìa của tác phẩm, ví dụ như là những đồng chí Trung Kiên hay là giấu võng Trường Sơn. À và đặc biệt à, cái văn bản mà chúng ta tìm hiểu đó là cái văn bản mùa xuân nho nhỏ. Thì văn bản mùa xuân nho nhỏ hoàn cảnh sáng tác là vào tháng 11 năm 1980, lúc này là tác giả đang nằm trên giường bệnh. Các em lưu ý ở cái chi tiết này. À, và cô nói lại một tí xíu về cái tình hình đất nước lúc bấy giờ là lúc bấy giờ đất nước chúng ta đang tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa đi vào cuộc sống mới. À, mặc dù là đã được giải phóng rồi nhưng mà đất nước chúng ta gặp vô vàn những cái khó khăn gian khổ. Đó là tình hình đất nước lúc bấy giờ cô điểm qua để cho các em nhớ. À, về phần thể thơ thì bài này được viết theo thể thơ năm chữ với mạch cảm xúc đi từ cái cảm xúc mùa xuân của thiên nhiên À, đất trời đến mùa xuân của đất nước à, và tiếp theo đó là cái dòng cảm xúc thể hiện một cái à, lời à, ước nguyện à, chân thành của tác giả. Dựa vào cái mạch cảm xúc đó thì bài này chúng ta có thể chia ra cái bố cục làm bốn phần. Bốn phần thì ứng với bốn phần đó là theo các cái nội dung như sau. À, phần thứ nhất là khổ thơ thứ nhất thì khổ thơ thứ nhất có nội dung là cảm xúc trước cái mùa xuân của thiên nhiên của đất trời. à thứ hai khổ thơ thứ hai à, thứ ba là cái thuộc về cái phần thứ hai là cảm xúc trước mùa xuân thiên nhiên của đất nước của con người phần thứ ba à, là gồm khổ thơ thứ tư và khổ thơ thứ năm đây là những cái suy nghĩ và cái ước nguyện của nhà thơ thanh hải và cuối cùng phần thứ tư à, là cái khổ thơ thứ sáu là nói về lời ngợi ca quê hương qua cái làng điệu dân ca của xứ huế à, để hiểu rõ hơn về cái à, mùa xuân thiên nhiên, ước vọng của tác giả như thế nào. À, cô Trọng ta sẽ đi vào phần thứ hai đó là phần đọc hiểu văn bản. Các em sang phần thứ hai nha, đọc hiểu văn bản. Đầu tiên là chúng ta đi vào nội dung thứ nhất đó là cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên, của đất trời được thể hiện qua khổ thơ thứ nhất. À, và cô nói thêm đó là từng khổ thơ các em cái dấu hiệu để biết cái từng khổ thơ là à, chúng ta có một cái khoảng trắng ở trong sách rồi ha một giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc ơi con chim chiền chuyện hót chi mà vang trời từng giọt lông lanh rơi tôi đưa tay tôi hứng thì trong khổ thơ này mở đầu khổ thơ thì rõ ràng tác giả đã cho chúng ta thấy được một khung cảnh bao la rộng lớn à, trong đó có các hình ảnh đó là dòng sông hình ảnh đó là bông hoa hình ảnh đó là con chim chìa chuyện à, và xen lẫn với hình ảnh đó đó chính là các cái màu sắc À, màu sắc màu xanh của dòng sông màu tím biếc của hoa à, có thể ở đây là hoa lục bình với một cái màu rất là đẹp và đó cũng là đặc trưng của xứ huế à, trong cái sự phối màu mang cái đường nét hội họa à, tác giả đã cho chúng ta thấy được là cái màu lạnh phối hợp với màu nóng để tạo thành một cái bức tranh hài hòa và đặc biệt hơn nữa à, cái hình ảnh cái không gian như thế này làm vang động lòng người hơn bởi cái tiếng chim À, chiền chuyện, chuyện, đó là một cái âm thanh à, đã vang vọng, hót vang trời, à, đây là một cái âm thanh vang vọng, hót vang trời à, một cái biện pháp nghệ thuật mà thành công nhất ở trong cái à, khổ thơ này, đó chính là nghệ thuật đảo ngữ, à, các em thấy ở đây À, đáng lý ra thông thường theo một cái cấu trúc đó là chủ ngữ rồi đến vị ngữ nhưng ở đây tác giả đã đưa cái à, phần vị ngữ lên à, phía trên và đầu dòng đó là à, tiếng mọc và tiếng mọc ở đây thì chúng ta thấy là có một cái tác dụng đó là dường như mọi vật đang sinh sôi nảy nở à, trong cái cổ thơ này ngoài tiếng mọc ra còn có là tiếng hót rồi là tiếng hứng để cho chúng ta thấy là cái sự vật ở đây luôn luôn lúc nào cũng à, có nghĩa là nó không có tỉnh mà nó luôn biến đổi, luôn biến động trước cái mùa xuân của à, đất trời. Thì từ những cái hình ảnh này, từ những âm thanh này à, đã tạo nên một cái cảnh mùa xuân thiên nhiên rất là tươi đẹp bên cạnh cái hình ảnh mùa xuân thiên nhiên tươi đẹp như thế này thì rõ ràng chúng ta thấy là trong lòng của tác giả cũng rạo rực lên một cái tình yêu quê hương đất nước và đặc biệt là ơi con chim chiền chuyện hót chi mà vang trời từng giọt long lanh rơi tôi đưa tay tôi hứng hai câu thơ từng giọt long lanh rơi tôi đưa tay tôi hứng các em hiểu như thế nào về hai câu thơ này thì ở hai câu thơ này từng giọt long lanh rơi đây là một cái chi tiết gợi gợi hình À, tôi đưa tay tôi hứng đây là một cái cảm nhận mùa xuân à, và trong cái khổ thơ này tác giả thành công trong cái việc là sử dụng cái biện pháp nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác từ hình ảnh của hai câu thơ trên từ hình ảnh của tiếng chim truyền chuyện hót vang trời rồi đến từng giọt long lanh rơi ở đây từng giọt long lanh rơi dường như nó như là hình ảnh cái giọt đây là giọt của tiếng chim và tiếng chim từ cái 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 suy nghĩ của tác giả từ cái sự tưởng tượng của tác giả nó trở thành một cái hình, cái khối và nó nhỏ giọt, à, nó động lại thành giọt à, và nó có màu sắc long lanh và cả cái sự chuyển động đó là rơi thì ở đây một cái thành công trong cái sự chuyển đổi cảm giác và cái hình ảnh giọt long lanh rơi này nó rơi xuống, nó lan tỏa vào trong không gian và nó chạm đến trái tim của con người làm cho con người sai xưa ngay ngất đón nhận nó với tất cả cái niềm thiết tha triều mến qua từ hứng. Nha các em chú ý ở cái những cái chi tiết này để khi chúng ta phân tích thì chúng ta nói rõ ở cái những cái chi tiết này Nha. Thì cô nói thêm ở cái chỗ chuyển đổi cảm giác. À, chuyển đổi cảm giác là từ âm thanh tiếng chim đó là thính giác đến giọt long lanh là ta nhìn là thị giác và sau đó là đưa tay tôi hứng là cái xúc giác cái cảm giác của tác giả đón nhận một cái 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 hình ảnh của cái giọt long lanh rơi này với cả một cái niềm say xưa và ngay ngất làm xúc động lòng người một cái cảm giác say xưa đến một cái niềm tình yêu đối với quê hương đất nước ở đây có một cái tình yêu quê hương đất nước cho nên là tác giả mới có những cái cảm nhận như thế như à, vậy thì ở cái khổ thơ thứ nhất này cô đã khái quát cho các em à, nắm được cái cảm xúc của tác giả về cái à, về cái mùa xuân của đất trời của thiên nhiên à, tiếp theo thì à, không dừng lại ở đây mà tác giả còn có cái cảm xúc à, về cái mùa xuân nhưng mà mùa xuân đây là mùa xuân của đất nước để thấy rõ hơn mùa xuân của đất nước có những nhiệm vụ như thế nào thì chúng ta sẽ sang cho cô phần thứ hai à, đó là cảm xúc về mùa xuân đất nước à, ở khổ thơ thứ hai và khổ thơ thứ ba Mùa xuân người cầm súng lọc rắc đầy trên lưng. Mùa xuân người ra đồng lọc trải dài nương mạ. Tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao. Đây, cô cho các em quan sát bốn à, bức tranh. Bức tranh thứ nhất và bức tranh thứ hai đây là hình ảnh của người lính à, trên lưng là những cái lá ngụy trang à, khi ra chiến trường. Bức tranh thứ ba và bức tranh thứ tư đây là hình ảnh của người ra đồng. À, thì à, đối với cái khổ thơ này thì à, các em cần lưu ý cho cô à, là ở cái hình ảnh lọc từ lọc này mang hai tầng ý nghĩa ý nghĩa thứ nhất à, là nghĩa thật lọc đây chính là tròi non à, và gắn với hình ảnh à, trong khổ thơ này đó là hai cái lực lượng à, lực lượng à, bảo vệ tổ quốc và thứ hai là lao động sản xuất tức là xây dựng à, cuộc sống thì à, rõ ràng cái từ lọc này mang cái nghĩa thật À, thứ nhất là về cho những người à, bảo vệ tổ quốc đó là những cái chòi non à, được các anh bộ đội à, khoác trên lưng khi à, tham gia à, trên chiến trường à, còn cái à, nghĩa thật của từ lọc à, chỉ cho người nông dân à, đó chính là hình ảnh của à, những cái à, tấm mạ non trải dài còn xét theo cái nghĩa thứ hai là nghĩa ẩn dụ thì hình ảnh lọc à, đối với cái người bảo vệ tổ quốc đây chính là cái thành quả đó là sự hòa bình độc lập cho dân tộc còn đối với nghĩa ẩn dụ của người à, nông dân à, người ra đồng thì đó chính là một cái sự ấm no hạnh phúc hai lực lượng này thực hiện hai nhiệm vụ song song nhau và đó cũng chính là cái cơ sở để tạo nên một cái mùa xuân của đất nước à, và ở đây à, chúng ta thấy là tác giả à, dùng những cái từ rất là hay ví dụ như là à lọc rắc đầy trên lưng, lọc trải dài nương mạ dường như phủ khắp à, đất nước. Thì hai hình ảnh này nó là những cái hình ảnh đẹp và sống động à, nó giàu cái sức sưng, nó mạnh mẽ nó căng tràn trên mọi miền của à, đất nước nha các em. Thì chú ý à, và tiếp theo ở trong khổ thơ này chúng ta còn bắt gặp ở cái điệp ngữ đó là tất cả như à, điệp ngữ Tất cả như, đây chính là điệp ngữ, kết hợp với hối hả và xôn xao, đây là những cái từ lái. Và cái hối hả và xôn xao này thể hiện một cái khí thế khẩn trương của người lính, thể hiện khí thế khẩn trương của người nông dân, à, hai cái lực lượng làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đem đến sức sống cho mùa xuân của quê hương và đất nước. À, các em lưu ý ở chỗ này và đến à, đây thì chúng ta thấy là cái nhịp thơ dường như là nó hối hả, nó khẩn trương thể hiện một cái tinh thần một cái sức sống à, mãnh liệt à, nhộn nhịp của con người đất nước bốn ngàn năm vất vả và gian lao đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước thì à, như chúng ta đã biết thì đất nước chúng ta đã trải qua bốn ngàn năm lịch sử À, trải qua những cái bước thăng trầm à, ở đó chúng ta phải gặp những cái à, gian nan và vất vả tác giả đã sử dụng thành công trong cái biện pháp nghệ thuật đó là à, nhân hóa vất vả gian lao đây là những cái thăng trầm thử thách từ thời dựng nước đến giữ nước của ông cha ta và à, hình ảnh vất vả gian lao à, nói lên được những cái hình ảnh của giống như là ở đây tác giả có cũng có thể so sánh là ví như là hình ảnh của những cái người phụ nữ những người mẹ với cái tinh thần uh, mạnh mẽ kiên cường uh, và kết hợp với cái sự bất khuất của những người lính khi tham gia uh, chiến đấu đã đem lại cái cuộc sống ấm no hạnh phúc cho cả dân tộc của chúng ta và đặc biệt uh, với cái biện pháp nghệ thuật là so sánh đất nước như vì sao, à, đất nước như vì sao. thì ở đây tác giả so sánh hình ảnh đất nước như là vì sao một cái vì sao tinh tú nhất trên bầu trời, à, một cái vẻ đẹp à, làm cho chúng ta cảm thấy tự hào về quê hương đất nước của chúng ta, à, một cái à, tinh thần bất diệt, à, một cái sự trường tồn ở cả hiện tại và tương lai và dường như ở đây tác giả cũng gửi gắm một cái à, một cái tình cảm, à, một cái sự tự nhủ với lòng. À, là mặc dù là trải qua gian khổ trải qua những bước thăng trầm như thế nhưng mà à, chúng ta đất nước vẫn cứ đi lên phía trước bằng chứng thực tế là bây giờ các em nhìn thấy đất nước chúng ta à, đang ngày một phát triển và đã khẳng định trên trường quốc tế à, thì à, cái đến cái 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 giọng ở trong khổ thơ này thì chúng ta thấy là một cái niềm tự hào một cái niềm tin yêu mãnh liệt vào cái cuộc sống mà chúng ta à, đã trải qua tin tưởng tuyệt đối vào quê hương đất nước của của mình. Tiếp theo đó là cái à, dòng cảm xúc của tác giả à, trước cái cảm xúc của mùa xuân thiên nhiên của đất nước à, tác giả có một cái ước nguyện một cái à, cái cái tâm nguyện chân thành của mình để tìm hiểu thêm về cái tâm nguyện chân thành của tác giả chúng ta sang cho cô cái phần thứ ba là suy nghĩ và ước nguyện của nhà thơ được thể hiện qua khổ thơ thứ tư và khổ thơ thứ năm. Ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa, ta nhập vào hòa ca, một nốt trầm sao xuyến, một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời, dù là tuổi 20, dù là khi tóc bạc. À, đến khổ thơ thứ tư thứ năm này thì các em à, thấy là có cái sự thay đổi à, so với khổ thơ thứ nhất thì tác giả dùng cái đại từ nhân xưng đó là từ từ tôi. Từ tôi này là hiểu theo cái nghĩa là cá nhân riêng lẻ một mình khi tác giả cảm nhận về cái cảnh thiên nhiên thì tác giả có cái cảm xúc xuất phát từ cá nhân của mình nhưng đến cái khổ thơ này thì rõ ràng chúng ta thấy không còn ở cái từ tôi nữa mà chuyển sang cái đại từ đó là từ từ ta à, các em chuyển sang cái đại từ ta và đại từ ta này là nó chỉ cá nhân và cả cộng đồng à, một cái sự cống hiến không phải là riêng của tác giả nữa mà tác giả rồi cả cộng đồng và cả dân tộc chuyển đổi cái đại từ tôi sang đại từ ta và một cái điều đặc biệt nữa đó là tác giả đã sử dụng cái biện pháp cũng là điệp ngữ rồi là điệp cấu trúc đó là ta làm đây các em ta làm ta làm rồi ta nhập à, từ cái biện pháp điệp ngữ này thì cho chúng ta nhận ra được một điều đó chính là cái ước muốn của tác giả à, một cái muốn dân trào một cái muốn mãnh liệt muốn hóa thân muốn hòa nhập để góp vào cái tôi cá nhân riêng của mình để góp vào cái chung cho cuộc đời chung cho đất nước à, một cái à, tinh thần chúng ta thấy là rất là đáng tự hào rất là đáng trân trọng phải không các em ta làm con chim hót ta làm một cành hoa ta nhập vào hòa ca một nốt trầm sao xuyến cụ thể hơn nữa ước nguyện của tác giả thì ở đây chúng ta thấy là tác giả muốn làm gì à, thứ nhất là tác giả muốn làm con chim hót à, thứ hai là tác giả muốn làm một cành hoa và thứ ba là muốn làm một nốt trầm như vậy thì chúng ta thấy là con chim hót cành hoa nốt trầm lại xuất hiện trong cái khổ thơ này thì nó có cái sự lặp lại so với khổ thơ thứ nhất khổ thơ thứ nhất tác giả cũng nhắc là hình ảnh của chim rồi hình ảnh của hoa à, nhưng mà trong cái khổ thơ này thì có phần sáng tạo hơn con chim này là con chim hót con chim hót hót để cất cao tiếng hót làm vui cho đời à, một cái ước nguyện rất là giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa phải không các em à, rồi cành hoa cành hoa là hoa để mà tô sát thấm cho cuộc đời rồi nó trầm để góp vào bản hòa ca muôn điệu của cuộc sống nếu như uh, trong một cái uh, bản uh, hòa tấu mà thiếu đi cái nó trầm thì làm sao để lại cái sự vấn vương trong lòng người được à, cho nên là ở đây là chúng ta thấy là uh, mặc dù là cái ước nguyện của tác giả chúng ta thấy là rất là giản dị nhưng đằng sau đó là cả một cái ý nghĩa đặc biệt mấy em thấy à, tác giả sử dụng từ một từ một đây là chỉ à, một cái nhỏ nhoi một cái sự khi, khiêm tốn nhưng mà cái nó trầm này nó làm sao xuyến lòng người nó trầm chứ không phải là nó mỏng. và khi nói đến đây thì à, cô liên tưởng tới một cái câu nói rất là hay trong bài khúc ca xuân của nhà thơ tố hữu tố hữu đã từng nói đã là con chim chiếc lá thì con chim phải biết hót, chiếc lá phải xanh. Lẽ nào vai mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. Đó là một cái ý thức sống rất nhân văn và rất đáng trân trọng. Thì cô nói thêm ở cái biện pháp nghệ thuật ở trong cái khổ thơ này cũng như là cái các cái khổ thơ trước đó các em thì cái nghệ thuật điệp ngữ cũng được sử dụng ở đây và nghệ thuật ẩn dụ hình ảnh của chim hót cành hoa và nó trầm để nói lên cái niềm khát khao hóa thân của nhà thơ. À giản dị nhưng chân thành cô chốt lại cái ý ở trong cái khổ thơ này nha. Một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dân cho đời, dù là tuổi 20, dù là khi tóc bạc. Mấy em lưu ý ở cho cô ở cái dòng thơ thứ nhất. Một mùa xuân nho nhỏ. À, hình ảnh mùa xuân nho nhỏ này mang hình ảnh ẩn dụ và ở đây chúng ta thấy có cái uh, từ mùa xuân à, mùa xuân mùa xuân đây là nói những cái gì tinh túy nhất những cái gì đẹp đẽ nhất những cái gì căng tràn nhựa sống nhất à, một cái hình ảnh tinh tú mà tác giả đã đưa vào và thứ hai nữa là lặng lẽ dân à, một cái sự cống hiến không ồn ào mà đó là một cái sự cống hiến khiêm tốn âm thầm À, một cái cách nói mà chúng ta thấy là rất là hay à, Một cái quan niệm sống của tác giả Một cái sự dân hiến tự nguyện à, Nhớ mấy em lưu ý ở đây ha Lặng lẽ dân cho đời tự nguyện Và cái khổ thơ này càng hay hơn Khi tác giả cũng lại một lần nữa sử dụng biện pháp nghệ thuật điệp ngữ Đấy các em Biện pháp nghệ thuật điệp ngữ Dù là Đây Dù là Dù là à, Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật Điệp ngữ này và kết hợp với cái cách nói tương phản à, Nói đến cái mốc thời gian tuổi 20 hay là khi tóc bạc à, Cái khoảng thời gian cống hiến tuổi 20 đây là cái tuổi tuổi trẻ Tuổi mà tràn trề nhựa sống, tuổi mà có tinh thần nhiệt quyết rất là cao à, Rồi là khi tóc bạc đến khi về già cũng vậy à, Có nghĩa là trong hai câu thơ này các em lưu ý cái ý của ý thơ cái mạch thơ cái ý thơ ở đây là ý muốn nói đến cái sự cống hiến là không kể cái thời gian nào tức là trẻ cống hiến cũng được già cống hiến cũng được ha. À, hết mình cho quê hương đất nước một cái sự cống hiến không kể thời gian và tuổi tác và cái lời thơ đây như là một cái lời tâm niệm hiến dân cho đất nước và cho đời à, một cái tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao quý à, một cái sự cống hiến mà chỉ có chúng ta ở trong cái tình huống này chúng ta mới thấy được cái tình yêu mãnh liệt của tác giả tại vì như ở cái phần hoàn cảnh sáng tác mấy em cũng biết đó là khi mà tác giả sáng tác cái bài này là lúc bấy giờ là tác giả đang nằm trên giường bệnh mà tác giả lại có một cái ý thức sống như thế có một cái tinh thần một cái sự cống hiến như thế thì chúng ta đáng trân trọng tin yêu và chúng ta cần học hỏi Nha các em à, khép lại những cái dòng thơ nói lên cái à, ước nguyện chân thành của tác giả thì chúng ta thấy bài thơ được kết thúc bằng một cái làn điệu dân ca của xứ Huế để thấy được cái tình cảm của tác giả như thế nào trong làn điệu dân ca đó trong làn điệu dân ca xứ Huế thì chúng ta sẽ sang cho cô cái phần thứ tư đó là lời ngợi ca quê hương đất nước qua điệu dân ca xứ Huế ở câu thơ thứ sáu mùa xuân ta xin hát Câu Nam Ai Nam Bình, nước non ngàn dặm mình, nước non ngàn dặm tình, nhịp phách tiền đất Huế. À, trong khổ thơ này thì chúng ta thấy có hai cái hình ảnh à, Nam Ai Nam Bình, đây là hai cái làng điệu dân ca của xứ Huế à, đã được tác giả đưa vào. Và cái điệu Nam Ai đây là một cái điệu à, buồn à, và dường như à, ở đây cái ý à, có nghĩa là muốn nói À, đất nước chúng ta đã trải qua những cái cuộc thăng trầm à, Nam Bình Đây là cái giọng ngọt ngào Sâu lắng hơn à, Trong cái thời đại à, Đất nước chúng ta đang khởi sắc Rồi Tiếp theo nữa đó là nhịp phát tiền phát tiền đây là cái phách được làm bằng Tre À, hoặc là nứa các em à, còn tiền đây là những cái đồng tiền được gắn vào à, khi mà hòa trong một cái khúc nhạc thì nó tạo thành một cái tiếng à, len ken rộng ràng à, làm cho cái à, bài nhạc nó 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 càng thêm um, sinh động à, càng thêm hay hơn nữa các em thì à, trong cái khổ thơ thứ sáu này thì rõ ràng chúng ta thấy là tác giả đã à, đưa vào cái điệu hát nam ai nam bình ở đây à, một cái tâm hồn của con người à, có cao xa à, có như thế nào đi chăng nữa thì đến lúc cuối đời à, vẫn trở về quê hương à, và vẫn xem quê hương như là à, nơi mình đã sinh ra nơi chôn nhau cắt rốn và tác giả đã ca ngợi cái làng điệu dân ca xứ huế của quê hương xứ sở của mình à, trong cái khổ thơ thứ sáu này thì mấy em cũng một lần à, gặp lại một cái điệu nam ai nam bình đó là đặc trưng của xứ Huế cũng giống như ở cái khổ thơ thứ nhất đó là màu màu tím là màu đặc trưng của xứ Huế hai các em thì để qua đó thì cho chúng ta thấy được một cái nhạc điệu rộn ràng một cái giai điệu à, âm thanh rất là vui tươi à, qua cái, cái 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 tiếng nhạc và đó là một cái niềm tin yêu cuộc sống một cái tinh thần lạc quan mặc dù lúc bấy giờ là tác giả đang nằm trên giường bệnh nhưng mà tác giả vẫn tha thiết với đời, vẫn có một cái tâm hồn rộng ràng như thế rất là đáng trân trọng. thì nội dung của bài là như thế, à, như vậy thì qua nội dung của bài, à, nội dung mà các em cần phải nắm nữa đó là cái ý nghĩa của văn bản. thì qua cái nghĩa văn bản thì à, ít nhiều chúng ta cũng à, học hỏi được điều gì ở cái văn bản. Thì tóm lại, văn bản này là thể hiện những cái rung cảm tinh tế trước cái vẻ đẹp mùa xuân của thiên nhiên của đất trời, vẻ đẹp của đất nước và đặc biệt là cái khát vọng cống hiến cho đất nước cho đời của nhà thơ Thanh Hải. À, đây là cái ý nghĩa mà các em cần phải nắm nha. Tiếp theo là cô sẽ chốt lại ở cái phần tổng kết. Thì đối với văn bản này mấy em sẽ nắm cho cô à, hai ý à, được thể hiện ở nội dung và nghệ thuật về nội dung thì à, đây là một cái bài thơ à, thể hiện à, cái tiếng lòng tha thiết yêu mến gắn bó với đất nước với cuộc đời của tác giả và thứ hai là thể hiện một nguyện chân thành của nhà thơ được cống hiến cho đất nước à, góp một cái à, mùa xuân à, nho nhỏ của mình vào mùa xuân lớn của dân tộc về phần nghệ thuật thì các em sẽ nắm cho cô cũng hai ý à, đó là một cái bài thơ được viết theo thể thơ à, năm tiếng có nhạc điệu trong sáng tha thiết gần gũi và thứ hai là à, với nhiều cái hình ảnh đẹp giản dị gợi cảm những cái so sánh và ẩn dụ sáng tạo à, đó là hai cái à, phần nội dung à, về nội dung và nghệ thuật các em cần nắm cho cô ở cái bài thơ mùa xuân nho nhỏ nha tiếp theo cô sang phần luyện tập thì đối với bài này các em sẽ làm cho cô các cái bài tập sau thứ nhất là các em sẽ học thuộc lòng bài thơ vì học thuộc lòng bài thơ để giúp cho các em khi mà chúng ta phân tích để chúng ta tạo lập văn bản ta viết ở cái phần tập làm văn đó thì các em sẽ đưa vào những cái dẫn chứng À, thứ hai là các em sẽ viết một cái đoạn văn à, nêu cái cảm nhận ở cái khổ 2 hoặc là cái khổ 3 của bài thơ. Nha các em, viết một cái đoạn văn. Và thứ ba là các em hiểu như thế nào về nhan đề bài thơ. Tức là nhan đề bài thơ đó là mùa xuân nho nhỏ. Vì em hiểu như thế nào về cái cái nhan đề. Học bài nào cũng vậy. Khi mà chúng ta học xong thì chúng ta phải hiểu được cái nhan đề, cái tựa bài à, ý muốn nói như thế nào thì này mấy em cần phải biết được. À, mấy em về mấy em làm cho cô ở cái ba uh, cái, cái cái bài tập này nha. Và cô có một cái uh, trò chơi ô chữ. Thì ở đây uh, cô sẽ cho các em xem cái uh, ô chữ mà cô thiết kế như thế này uh, và do thời gian có hạn cho nên là cô chỉ uh, đọc lên các câu hỏi rồi các em sẽ theo những cái câu hỏi của cô, rồi các em sẽ về các em sẽ tìm và chúng ta trả lời cái đáp án nha các em, à, chúng ta quan sát nha. giờ câu thứ nhất à, nguồn cảm hứng của tác giả về mùa xuân của thiên nhiên bắt nguồn từ đâu nha câu thứ hai nhà thơ thanh hải thể hiện khát vọng gì qua bài thơ ha à, cái khát vọng của thanh hải là khát vọng gì được thể hiện qua bài thơ thì ở câu thứ hai này nó có tám chữ cái đây nó mẹ em bỏ vô trong tám cái khung này nha rồi câu thứ ba bài thơ thuộc thể thơ gì Các em dễ phải không rồi câu thứ tư nếu người nông dân có nhiệm vụ tô điểm cho mùa xuân thì người lính có nhiệm vụ gì à, thì cái câu thứ tư này được thể hiện qua cái khổ thơ thứ hai và khổ thơ thứ ba nha rồi câu thứ năm từ mùa xuân ngoài ý nghĩa chỉ thiên nhiên còn gợi ý nghĩa về mùa xuân nào à, mùa xuân của thiên nhiên ngoài ra còn có mùa xuân nào nữa hay không nha rồi câu thứ sáu tính từ dùng để đánh giá về bức tranh thiên nhiên mùa xuân trong bài thơ là cái tính từ đó là từ nào nha. và cuối cùng câu thứ bảy tên một huyện quê của thanh hải à, cái này mấy em tìm hiểu nha tên một huyện quê ở thanh hải và một cái điều đặc biệt ở đây là cô có bảy câu nhưng mà có khi mà mấy em tìm xong cái đáp án của bảy câu này nếu là đúng thì nó sẽ hiện lên một cái từ khóa à, từ khóa đây là một cái từ mà nó mang một cái ý nghĩa à, một cái ý nghĩa à, nhân sinh hết sức à, là, 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 là là câu đẹp một cái ý nghĩa sống một cái thái độ sống hết sức là cao đẹp rồi đâu thử mấy em về mấy em à, xem thử coi coi à, cái nội dung trong cái phần mà mấy em đã giải đáp đó à, gắn với cái từ mà nó có ý nghĩa à, về cái à, việc làm tốt một cái sự cống hiến một cái ý nghĩa sống cho đời à, cho quê hương đất nước như thế nào nha các em đó là cái phần bài tập của cái trò chơi ưu chữ nha và cuối cùng thì cô sẽ hướng dẫn cho các em ở cái phần hướng dẫn tự học và chuẩn bị bài mới thì trong phần hướng dẫn tự học thứ nhất là đối với bài này các em sẽ nắm cho cô cái nội dung và nghệ thuật của bài trong bài này ha có nghệ thuật mà nghệ thuật là được lặp đi lặp lại nhiều lần đó chúng à, ta thấy là dường như nó xuất hiện ở rất là nhiều khổ thơ nha yeah, mấy em chú ý và thứ hai là sau khi học xong bài thơ em học hỏi điều gì ở tác giả ở đây mấy em sẽ liên hệ thực tế bản thân mình à, và đồng thời mấy em cũng à, nhớ lại ở phần đầu cô có cho mấy em nghe một cái đoạn nhạc về cái bài tự nguyện được ca sĩ thanh thúy trình bày đó thì trong đây mấy em khi mà mấy em làm đó thì các em có thể là mấy em viết đoạn để chúng ta nói lên được cái điều mà chúng ta học hỏi và chúng ta có thể là để bài viết hay hơn thì mấy em có thể là đưa vào những cái ca từ ở trong cái bài tự nguyện nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hướng dương là mây tôi sẽ là một vần mây ấm là người tôi sẽ chết cho quê hương tiếp theo là phần chuẩn bị bài mới thì phần chuẩn bị bài mới cô sẽ dặn mấy em để tiết sau các em dễ dàng theo dõi đó là mấy em sẽ soạn cho cô cái bài viếng lăng bác của tác giả viễn phương thì trong bài thơ viếng lăng bác của tác giả viễn phương mấy em sẽ nắm cho cô vài nét về tác giả và tác phẩm À, thú vị đây à, khi mà chúng ta tìm hiểu về tác giả viễn phương ha rồi à, thứ hai là các em sẽ tìm cái bố cục và cái mạch cảm xúc của bài thơ à, và cuối cùng là mấy em sẽ à, tìm hiểu về nội dung nghệ thuật của từng khổ thơ à, bài thơ là một cái tấm lòng thành kính của tác giả và của nhân dân miền nam đối với bác hồ kính yêu à, rất à, trang trọng rất là hay Ha, cô nghĩ là các em với cái phần mà cô hướng dẫn chuẩn bị bài như thế này thì các em sẽ có cái sự chuẩn bị tốt để tiếng sau chúng ta theo dõi bài nó tốt hơn nha các em. Thì các em thân mến, trong một cái khoảng thời gian ngắn như thế thì cô chỉ trình bày cho các em cái nội dung về cái bài mùa xuân nho nhỏ. Thì cô hy vọng rằng những nội dung mà cô trình bày sẽ giúp ích cho các em trong cái việc học tập. À, và cuối cùng không gì khác hơn nữa à, cô chúc các em à, được nhiều sức khỏe chúc các em thành công trong học tập à, cô chào các em